Vâng, số bé xin chào toàn thể các bác đam mê đội lính cũng như các bác săn bắt đặt bẫy Bắc Trung Nam. Hôm nay số bé em giới thiệu cho các bác bộ áo ấm 3 lớp 2 mặt. Đây là em giới thiệu rõ luôn, đây là hàng lướt đã sử dụng qua rồi các bác nhé. Và không nói dài dòng, phương thức giao dịch bên em là các bác nhận hàng, kiểm tra hàng với thanh toán với bưu tá, và bên em không cần các bác đặt cọc hay chuyển khoản bất kỳ hình thức nào. Và sau đây em giới thiệu rõ và cái bộ quân phục áo ấm 3 lớp 2 mặt này dùng cho áo lính các bác nhé, chuẩn các đây là dùng cho đồ lính. Và đây là bộ bên ngoài là mặt K07, bên trong mặt K03 các bác nhé. Đây là đặc thù của lính này, ăn chắc mặc bền, và đây là được sử dụng qua do lính ra quân. À, do vì vậy mà bên em được mua được số lượng cũng khá nhiều để phục vụ các bác đam mê đồ lính cũng như săn bắt. Các bác biết rằng là đi vào cái mùa này rét mướt rất chi là lạnh, đặc biệt các bác biết rằng người lính, đặc thù người lính rồi, rét họ đã trải qua môi trường lắng mưa và vừa ra rét hành quân ra ngoại này, vì vậy họ phải yêu cầu là gì, bộ quần áo phải ấm để đủ đảm bảo sức khỏe cho người lính khi hành quân ra ngoại cũng như đi tập các bác nhé. Và đây này, nhìn gì, đây là cái bộ logo phù hiệu của bộ quần áo lục quân các bác nhé. Đây là bộ áo ấm lục quân. Đấy, bên ngoài đây là rất chi solid, đã dùng qua hàng nước rồi nhưng nhìn rất chi là mới, và giá thành hợp lý, túi tiền cho anh em khi mua bộ sản phẩm này, chứ không cần các bác phải bỏ ra quần số tiền lớn để mua những quần áo đắt và những quần áo như thế này. Em thấy các bác phụ nữ, chị em phụ nữ cũng mặc cũng rất chi là nhiều, vẫn chi là đẹp mà nó không lỗi với mốt các bác nhé, không như quần áo thời trang các bác mặc theo thời vụ thôi, nhưng cái này các bác mặc quanh năm, bởi vì nó không bao giờ lỗi mốt. Các bác biết rằng trong đời lính, những quần áo lính như thế này không bao giờ lo lỗi mốt và nó bền bỉ. Các bác biết rằng quần áo lính này nó ngụy trang rất chi là tốt, đặc biệt em thấy các bác đi đến tập săn bẫy mua những bộ quần áo này lên rừng rất chi là nhiều. Đấy, rất chi là nhiều, bởi vì bên ngoài đã là một lớp ngụy trang, bên trong là màu áo xanh, màu xanh của lá cây các bác nhé. Đấy, và rất chi là ấm, vì vậy như thế mà phù hợp với các bác đi tất cả, đi lao động, đi xây dựng hoặc đi rừng, đi săn bẫy đều phù hợp hết các bác nhé. Nhất là các bác chị em phụ nữ hiện nay mặc áo này đi đường ra rét mướt, đi đường xa này rất chi là lạnh, với các bác, các chị em, các bác, các bà đi cấy hay hái, tại ở ngoài Bắc em đang mặc vào mùa cấy, và các bác mặc những bộ quần áo đi cấy rất chi là ấm áp. Đấy, bởi vì đặc thù nó là 3 lớp 2 mặt, các bác chỉ mặc bên trong mà bên ngoài khi bẩn các bác lộn được các bác nhé. Đấy, các bác có thể lộn bên ngoài thế này, khi có công có việc các bác có thể lộn này đi chơi, khi còn cần thiết các bác có lộn hai mặt, hoàn toàn là hai mặt khác nhau màu các bác nhé. Đấy, rất chi là sạch sẽ. Đấy, hầu như là độ lướt mới đến 70-80% các bác nhé. Đấy, rất phù hợp cho các bác mà không lo bị bẩn, lo bị lộ vết bẩn như quần áo thời trang các bác nhé. Đấy. Đấy, đây là bộ bên ngoài K07 này, các bác nhìn rất chi là mới. Đấy, đây mặt trong K03. Đấy, đây là đặc thù, đây là dùng hàng lướt rồi. Để em mua và để phục vụ cho các bác giá rẻ, phù hợp túi tiền cho các bác. Đấy, đây là đai, để đai đi đĩa này thôi. Đây là đai quấn ôm người. Đấy, đây là quấn ôm người, cái đai như thế này. Đấy, đây bên trong có cái đai ôm này các bác nhé, cũng có hai túi. Để nhận biết rõ nhất đó là hàng chợ hay là hàng fake, các bác nhìn cái phù hiệu logo là một, quyết chiến là quyết thắng là hai. Đấy, và đặc biệt nữa để biết rõ nhất quần áo quân nhu cấp phát hay không, đó là các bác nhìn cái chữ tổng cục hậu cần cục quân nhu được các bác nhé. Đấy, đây là cái logo này không ai dám làm nhái được trên thị trường, cho dù như thế nào nữa các bác, đây là cái logo của tổng cục hậu cần được các bác nhé. Đấy, rất chi là dày dặn, chống mài mòn, chống gai cào rất chi là tốt, bền bỉ, năn nê các bác, thoải mái các bác nhé. Đây là em trưng bày sơ qua thôi, các bác có nhu cầu các bác điện ở số điện thoại ở dưới video, em sẽ gửi về tận nhà cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra với thanh toán bưu tá các bác nhé. Em xin chào, các bác thấy hay hãy nhấn một like và một đăng ký kênh và nút chuông để các bác nhận cái video tiếp theo của shop các bác nhé.
và nhiều ưu đãi nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.